cái nghề này đó, nước mắt với cơm nó bằng nhau đó con à. Khi con đã quyết tâm theo nghề thì dù cách nào con cũng đạp trong gai để đi tới chứ không dừng lại. Không gì cũng trở ngại nhỏ nào con bỏ nghề. Cơm là phải có hàng. Để thấy ông Hiếu